Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến channel của mình là Taro mẹ anime. Ok anh em ha, thì đợt trước á mình có quay video về tựa game làng lá thất tỉnh, thì thấy anh em ủng hộ video rất là nhiều, thì nay mình lên cho anh em một video về một con game, về tựa game Naruto tương tự với con game làng lá thất tỉnh, và nó có tên là siêu nhẫn giả mobile. Ok anh em cùng mình vào xem ở server mới thì liệu nó có gì hấp dẫn và hay không nhé. Let's go. Ok anh em ha, cùng mình bắt đầu trở thành một shinobi nào. Let's go. Bạn đã là người chơi thuần thục, bỏ qua tiếng đấu thân thủ, hủy bỏ, mình sẽ chơi lại bắt đầu từ đầu luôn để tự xem nó như thế nào. Ok, lớp học kết giới. Hình như là nó cũng là nó cũng giống, rất giống với con game gì ta, con game làng lá thức tỉnh nhờ. Đỉnh nhang. Cái nói chung là những cái dòng game mà màn hình ngang mà giống giống con mấy con game như kiểu vậy nè là rất là hay nha. Nói chung là mình cũng chưa biết là liệu game nó có hút máu như là bên làng lá thức tỉnh không, nhưng mà để mình xem thử, tại vì đây mới là server 18, là chứng tỏ là game cũng mới chứ không phải là game cũ nha anh em. Đó thì rất là ok luôn, thì cùng mình review thử. Chắc là mình nghĩ là cái này là giai đoạn đầu thì cũng ai cũng biết rồi, nhưng mà mình cũng sẽ review thử, sẽ review sơ về nói chung để cho nhiều người chưa xem. Ok anh em ha. Đây. Ok. Itachi. Ngầu thế nhờ. Vẫn ngầu như mọi khi anh em à. Ok, đây là thằng Asuma nè. Á, giờ tự nhiên tôi sau khi mà tôi chơi mấy game Naruto xong, tự nhiên giờ muốn cày lại. Sorry. Tự nhiên mình lại muốn cày lại mấy tựa game, mình lại muốn cày lại anime Naruto kinh khủng luôn. Thế là tự nhiên nay tôi ngồi tôi coi tấm tắt. Trời, đỉnh giả mang luôn, coi lại đúng là Naruto hay hay bao nhiêu. Thì Boruto nó lại không hay bấy nhiêu anh em ạ. Đúng là một thời. Thực ra là mình nói là Boruto, bộ truyện Boruto cũng hay, nhưng mà Naruto thì nó là ăn sâu ký ức của mình. Mình cũng có thời gian mình cũng cày cuốc cũng được sơ sơ, cũng là rất là thích xem Naruto anh em ạ. Nhưng mà một thời gian thì mình bỏ, mình không có chơi, mình không coi Naruto nữa. Thì nay tự nhiên có hứng cày lại bộ Naruto Shippuden, khá là hay. Ok anh em. Còn anh em sao? Anh em có xem hết Naruto không? Anh em có xem hết bộ Naruto hay là chỉ ok, từ để tạo nhân vật cả nha. Chắc chắn rồi. Sorry anh em, mình hơi bị sặc xíu. Ok, Taro mê anime anh em. Ok, thì game thì mình thấy cũng có một số code, có gì mình sẽ xong rồi mình sẽ xem để xem là code sẽ có gì hết. Code sẽ có gì nha anh em. Ok, thì mình thấy là game mới, cho nên là mà mình thấy game này hơi ít code so với lại game cũng được vô nhận VIP 5 nè anh em. Ok, không biết là được nhận được bao nhiêu lượt nha, bên kia là nhận được tới 100 lượt quay lần, rất đỉnh luôn. Ok, let's go. Ok luôn. Ok, skill khá là ổn. Skill mình thấy đánh giá là vẫn giữ, vẫn có nét, gọi là vẫn có mang đậm chất nét Naruto luôn nè. Tức là không bị biến thể, không bị thay đổi nhiều. Có nhiều game có nhiều game nó mang danh là Naruto, nhưng mà đồ hoạt ảnh này nọ này kia thì nó lại không giữ được cái nét á, thì mình thấy là khá là buồn. Ok, giao diện chiêu mộ này chắc anh em cũng biết rồi. Ok, được nhận Shikamaru này. Ồ, được 10k vàng này, để kỹ lại là được 10k vàng này. Ồ, có phúc lợi tân thủ nữa nè, để xem thử
thì ban đầu cũng chạy map thôi. Đó, thì mình cũng tranh thủ là ngồi nói chuyện với anh em linh tinh để cho anh em xem sơ về con game này thôi. Đó. Ồ đó cũng. Ồ, được mình nhớ được trước thì con game Naruto kia cũng 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 có cái lượt turn bay này cũng khá là ok. Ok. À, không đủ. Mình sẽ dùng Rasengan. Đây. Dùng chiêu này lên. Cú đấm của Sakura. Qua đỉnh, qua đỉnh, qua đỉnh. Chiêu của Shikamaru là như vậy. Ồ, con Sakura đấm hàng sau à. Đỉnh nha. Shikamaru làm gì? Ồ. Ok. Ok. Ok anh em ha. Rồi. Rồi, quá là đỉnh luôn. Cái hai lên này, đó. Thủ công cho tự động này, đó, ok rồi nè. Đó. Thì nói chung là anh em có tuổi thơ nào gắn bó với lại thử kể cho mình nghe về cái tại sao anh em lại gắn bó với lại anime Naruto. Với mình á, thì mình kể trước nha. Thì với anime Naruto là lúc đó là mình coi trên kênh HTV3. Thì lúc đó là nó là bộ Naruto còn nhỏ đó, bào cuốn luôn, bào cháy luôn anh em ơi. À, ok, nhận quà này, nhận được thầy Iruka này. Thì cái cốt game thì nó cũng giống vậy thôi anh em à. Cái cốt game nó cũng giống vậy thôi, nó cũng không có gì mới, nhưng mà để mình xem thử xem là phần cốt này nọ này kia thì liệu nó có cho được cốt xịn sò hay này nọ này kia không. Để mình xem thử. Thì đợt trước thì mình chiêu mộ cũng nhiều nhiều đó, chiêu mộ chắc cũng tầm trăm mấy 200 lần. Đợt đó là có event nên là nên chiêu mộ được khá là nhiều. Không biết ở bên đây có event không. Đó. Thì nói chung là cũng không khuyến khích, nếu như anh em mà đang chơi con game này á thì không khuyến khích làm như như cái video của bên game làng lải thức tỉnh của mình nha. Làm như vậy là phá ặc chứ chơi gì. Tại vì mấy con game này cần phải tích tài nguyên để mình nuôi những con tướng khác mạnh hơn, chứ không phải là mấy con tướng đầu game này chỉ để chơi vui thôi. Chỉ để mình đủ 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 tướng để mình qua được mấy cái quest đầu thôi, chứ đừng có ham hố nhìn vô quay tướng xịn sò. Cẩn thận, mình nói trước nha, anh em nào mà tham á, mình quay tướng á là coi như là mình lỗ đó. Ok anh em. Thì nói chung là sau khi mình nhìn ở đây nè thì game nó có rất nhiều hoạt động nha anh em. Anh em lưu ý cho mình nha. Game nó có rất nhiều hoạt động. Quên, sorry, game có rất nhiều event ở trên 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 fanpage chính thức nha. Có gì mình sẽ để link fanpage ở dưới phần mô tả nha anh em, để anh em có thể dễ dàng theo dõi và follow cái kênh follow cái fanpage để nhận thêm gift code này này kia nha anh em. Ok. Rồi chắc là xong tân thủ rồi đó. Ok. Rồi, để xem thử nha. Coi có gì. Rồi. Phúc lợi tân thủ nhận 10 vé quay, gói nạp ưu đãi nhận được 2 vé quay nè, nhận được thêm 2 vé quay nè, nhận được 10 nè vàng nè. Nè ơi, cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, cũng y chang chang, cũng khá giống giống vậy. Rồi nạp đầu thì nhận được gai, nạp đầu là nhận được gai nha anh em. Ok, cũng không có gì. Ok, cứ nhận full hết thể lực đi. Cứ anh em nào mà thật sự đang chơi đó, thì nên nhận full hết thể lực nha, là mua hết thể lực là ok nhất. Rồi quà cấp độ, ok là cày cấp độ là sẽ có vé này. Rồi ok, đặc quyền VIP là là mình được Tsunade này, Itachi này. Ok, cũng khá khá giống giống bên kia nha. Rồi ok, vòng quay may mắn, vòng quay may mắn là tiêu hao 100 điểm. À cái này là nạp,
Chắc cái vòng quay này vòng quay nạp. Ok, cái này vẫn là nạp. Đại lễ sôi động. Ok, cái này là hình như là những cái sự kiện lễ hội mở server. Đây, hôm nay là ngày đầu tiên mở server này nha anh em. Dạ anh em cứ ok, thì mình mua luôn có 150 rẻ bẹo mà. Rồi ok. Rồi, xong. Chắc chắn với anh em rồi, phải xem là gift code nhận được gì nha. Đó, mình hướng dẫn anh em nha. Anh em thấy cái ba cái ô này không? Thấy cái hình mặt cười nè, đó, chat riêng nè, tin nhắn nè. Và cuối cùng là cái bánh răng. Rồi anh em vào chỗ bánh răng, anh em nhập gift code. Thì gift code trong game này thì mình thấy là cũng không nhiều bằng bên kia. Bên đây thì không nhiều bằng game kia. Nhưng mà liệu là gift code nó có chất lượng không? Đầu tiên là gift code, đầu tiên là tân thủ. Ok, được nhận Jiraiya. Ok, 3.000 vàng. Ok anh em. Rồi tiếp code tiếp theo là gift code nhẫn giả. Hai game khác nhau nha anh em. Hai game này không... Ồ, 50 vé quay. Nhiều nhan. Rồi Naruto 999. Ok, code này thì được 3.000 vàng. Rồi group 1k. Ok, thì tính ra là cũng không được nhiều vé quay lắm nha. Ok anh em á, thì mình thấy là cũng không nhiều vé quay lắm đâu anh em. Theo như mình cảm nhận là hơi ít vé quay, có 66 vé thôi anh em à. Và nếu như đổi thêm cái số vé này nữa thì là được được 166 vé, 169 vé. Ok anh em ha, thì video này là đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.